Xin chào mọi người, hôm nay lúc sáng là Út đã livestream 2 món rau trộn rồi. Thì bây giờ là Út sẽ làm cái món đậu hũ kỳ. Mình xào chay, mình xào chung với dưa leo và cà chua. Thì cái này là mình Út đã ướp một tí xíu muối với lại một tí xíu hạt nêm chay để cho nó thấm vô trước. Còn bây giờ cái này là mình sẽ sử dụng cà chua dưa leo. Bây giờ cắt một tí xíu hành tím nha, để mà Út phi cái ăn cho nó thơm. Phi cái hành tím xong mình bỏ cái đậu hũ kia vô. Vì tôi thích học nấu ăn không? Dạ có. Học nấu ăn đi, mai mốt phụ mẹ. Mẹ mất đi cắt cỏ, đi ruộng, dọn chuồng bò. Mình ở nhà mình nấu cơm sẵn, ba mẹ về ăn thôi. Rồi bây giờ Út sẽ lấy cái chảo nè. Mình sẽ bật nóng chảo lên, xong mình cho dầu vào. Chiều nay đi làm clip với Minh nữa. Nhưng ngày nay chắc là bận rộn rồi. Có gì có bạn nào mà nhắn tin cho Út á, mà Út không có trả lời kịp á, thì Út hẹn lại buổi tối nha. Tại vì nguyên ngày nay là sẽ bận rộn lắm luôn á. Rồi dầu nóng mình sẽ cho cái hành tím vào. Hôm nay làm món này cho củ chín ăn. Em không mềm nãy ấy ngâm cái đậu hũ kia này mình ngâm trước đó, cho nó mềm rồi mình mới xào. Giờ ướp trước 15 phút cho nó thấm trước. Rồi thơm quá. Ủa như bị hết ga hay vậy? Rồi, cắt cỡ rồi. Trời, hết ga hả? Trời, bị gián đoạn nữa hả? Chờ xíu. Trong lúc mà mình sắc dưa leo thôi. Mình xào mình sắc dày ăn cho nó ngon, nó giòn. Dưa thôi hả? Không có gì. Dưa với cà chua. Cà chua bổ đôi vô. Cà tư đi. Hả? Cà tư hả? Đây đường hang chinh, như đây ăn chắc đủ ha, nhiều quá sợ ăn hết. Đừng nói hết ra nha. Bị gì á, gió tắt. Ăn dưa nó đi cho đá nhiều mà họ có mút ra ăn thẳng ăn chứ không ăn ở nhà đâu. Chị chắc hai trái luôn ha. Dưa một cách xéo nè, dày cho nó ngon. Cái nó vàng hành hả, nó mới thơm. Không có hành hả, bỏ hành phi hả? Không, tại thích hành. Không, cái món hành phi nãy làm của món rau trộn á, đâu có xài nữa đâu. Giờ mình chỉ làm cái này thôi. Tại vì món chay mà đâu có cần bỏ cái gì vô về. Cá đi với thịt thì còn làm vô nhiều cho nó tan, không tanh.
mình ăn được chay. Lửa nó không được đều. Này làm xong hồi múc cho chị hàng xóm miếng. Chị hàng xóm ăn chay trường. Chị mà hay xuất lên xuất hiện trong clip, hay hát cho mọi người nhảy. Rồi mình phải xào cái này trước. Khô thằng kia được thơm. Thơm thơm rất giòn giòn chứ. Bên rồi đâu có được nhà ăn đâu. Còn hai dĩa rau bỏ lương chín qua sớt luôn cũng chay ăn được á. Ờ cái mayonnaise không, mayonnaise để nhà chị Phương ăn đi. Chín chị Thẩm không có thích ăn đó đâu. Thì chị Phương sớt cho chị nửa cái. À vậy hả? Ừ vậy cũng được. Có chị ăn hết không? Thôi ăn thôi, chừa lại con lửa đem ra cho mình đi. Để ra hồi có mấy nó ăn cái gì nữa. Chứ đem ra ngoài ăn không hết rồi. Cái dĩa đó nhiều dĩa. Ờ quên nữa. Để tôi qua tôi thử đi, để họ đem ra mất công. Mất công không vừa ăn. Vậy được chưa chính? Thích ăn sống sống gì không? Vậy thôi nha. Cái dĩa múc ra. Trọng xuống rồi. Đó, tới giờ rồi đó. Trọng xuống rồi đó. Tới giờ quay clip rồi.
trời mưa chả vô lấy đồ ngang ông cửa rồi á. Ngoài mưa ưa gió bão bùng. Đập cửa rầm rầm. Rồi vậy là đã hoàn thành cái món xào chay. Chúc mọi người một buổi trưa ngon miệng. Rồi bây giờ là tạm biệt mọi người nha. Út phải đi ra ngoài nhà Minh rồi để mà quay clip hai món rồi. Chắc cả ngày mới xong. Chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người dùng bữa cơm ngon miệng. Hôm nay là dùng chay.